Nam Nhật chào đón tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi dâm đọc sách vào buổi sáng ngày hôm nay Và hôm nay chúng ta sẽ đến một chủ đề rất là hay đó chính là cảm xúc Và bây giờ thì Giang sẽ đọc à, bài đọc ngày hôm nay luôn nha Cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã Thứ nhất là cơ chế cảm xúc Khi yêu thích một đối tượng nào đó, ta hay tìm mọi cách để chiếm hữu cho bằng được nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì ta lại nhàm chán muốn tìm đối tượng mới dù đối tượng cũ vẫn còn vẫn không có gì thay đổi thái độ ấy chứng tỏ ta đang sống trong sự điều khiển của cảm xúc cũng như khi bị người nào đó xúc phạm thì ta liền tức giận và tìm cách trả đũa <laughs> ít nhất là phải nói một câu khiến họ phải đau đớn thì ta mới hả già chứ ta không thể bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết vấn đề một cách êm, êm ái đó cũng là tình trạng nô lệ cảm xúc hoặc khi ai hoặc khi nghe ai đó khóc than kể lễ, quá cảm động thì ta không kìm được nước mắt trở nên mềm lòng và chấp nhận tất cả yêu sách của họ nhưng sau đó chừng vài giờ ta bỗng thấy hối tiếc vì quyết định của mình hành động này cũng là do bị cảm xúc dẫn dắt hoạt động của con người nằm trong sự điều khiển của cơ chế tâm lý gồm có bốn yếu tố tâm thọ là cảm giác tâm tưởng là tưởng tượng tâm hành là phản ứng yêu ghét còn tâm thức là nhận biết và ghi nhớ mọi yếu tố là một tổ hợp được hình thành và chịu tác động không ngừng từ những yếu tố khác thí dụ khi uống chén trà mà ta cảm nhận được độ nóng hương vị hương và vị của trà đó là do tâm thọ tức là cảm giác Ta nhận biết đây là trà chứ không phải thứ nào khác và ta còn nhận ra được hương vị của nó thuộc loại trà nào, đó là tâm thức. Còn khi ta phát huy và còn khi ta phát sinh ý niệm thích loại trà này, đó là sự can thiệp của tâm hành. Tâm hành tức là phản ứng yêu ghét. Rồi sau đó ta lại có ý muốn đem một ít trà này về đãi bạn bè thì một lần nữa tâm hành lại can thiệp. Và bây giờ, nếu tâm ta hiện lên khung cảnh ngồi chia sẻ hương vị trà đặc biệt này với những người bạn thân đó là hoạt động của tâm tưởng. Nên suốt đoạn đường về nhà, hương vị trà vẫn cứ thoang thoảng trong đầu, tức là tâm tưởng vẫn còn đang hoạt động. Tâm tưởng là tưởng tượng. Khi đem trà ra thiết đã bàn bề, nếu lỡ bị chê bai khiến ta buồn bã và thất vọng, thậm chí ta còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Đó là sự điều khiển của tâm hành. Tâm thọ là chức năng cảm nhận những gì mà các giác quan tiếp nhận từ bên ngoài. Tâm tưởng có chức năng tái hiện lại tất cả những dữ liệu được lưu trữ trong tâm thức. Ngoài ra, nó còn có thể nhồi nặng những dữ liệu ấy thành những dữ liệu mới để giúp ta sáng tạo, khám phá hay vẽ vời mong lung. Tâm thức có chức năng nhận biết những gì tiếp xúc qua các giác quan, đồng thời lưu trữ toàn bộ thông tin từ di truyền cho đến cho đến cả những tiếp thu từ tặng thời điểm hiện tại. Phần lâu trữ vô tặng này còn được gọi là tàn thức, tiềm thức hay chiều sâu tâm thức. Tâm hành là những biểu hiện yêu thương, tha thứ, nhãn nhục, tùy hỷ, khiêm cung và cả giận hờn, kỳ thị, kiêu ngạo, cô đơn, tuyệt vọng. Nói chung, tất cả thái độ yêu thích hay ghét bỏ đều thuộc về chức năng của tâm hành. Tuy mọi yếu tố đóng một vai trò quan trọng và không thể tách rời nhau để hoạt động, nhưng tâm hành mới trực tiếp thể hiện không thể hiện thông điệp của bản ngã bản ngã tức là cái tôi có thể nói tâm hành chính là hang ổ của bản ngã thật ra tất cả những thái độ yêu thích hay ghét bỏ kia vốn chỉ là hạt giống nằm sâu trong kho chứa của tâm thức khi hạt giống ấy bị tác động bởi ngoại cảnh qua các giác quan hay do chính những hạt giống khác ở bên cạnh kích hoạt vào sẽ khiến chúng ta biến thành nguồn năng lượng biểu hiện lên bề mặt ý thức ta gọi đó là tâm hành Tuy hầu hết những tâm hành đều chứa đựng tính chất yêu ghét, nhưng chỉ những tâm hành nào thể hiện phản ứng trong nhất thời, không có sự soi sáng và can thiệp của lý trí thì mới bị xếp vào dạng cảm xúc. Vì thế, ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn, cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã. Y học định nghĩa cảm xúc là trạng thái hóa học của não bộ, gia lượng máu tuần hoàn cung cấp cho não bộ liên tục đổi mới và luồng thần kinh cũng liên tục thay đổi để đưa thông tin về các diễn biến của môi trường bên ngoài hay của những kinh nghiệm đối ứng đã được ghi chép sẵn trong kho lưu trữ não bộ. Nên bất cứ trạng thái hóa học nào của não cũng sẽ được rửa sạch sau chần 15 phút. Vì vậy, bản chất của cảm xúc là tạm thời. Dù có những cảm xúc như ghen tuôn hay hằng thù kéo dài tới hàng chục năm trời, nhưng tần số hoạt động của chúng luôn luôn thay đổi. Mỗi lần cảm xúc phát sinh, sẽ mang thêm một kiến thức mới và một kinh nghiệm mới làm cho năng lực của nó mạnh hơn hay yếu hơn hoặc nó sẽ chuyển hướng đột ngột như đang tức giận điên tiếp cũng có thể biến thành yêu thương cuồng nhiệt nếu bản ngã bất ngờ được tôn trọng hay nâng niu dù ở dạng này hay là dạng khác có thể nói cảm xúc là phần phản ứng cạn cợt của tâm lý công việc của nó là tống ra một nguồn năng lượng để bày tỏ thái độ hài lòng hay không hài lòng thích hay không thích chấp nhận hay không chấp nhận nên nó thường mang lại sự hối tiếc cho ta ngay sau đó vì thế người nào bị cảm xúc khống chế thường trật thì người ấy sẽ có lối hành xử rất cạn cợt dù biết nhiều à, dù biết nhiều điều hay lẽ phải nhưng mỗi khi cảm xúc tốt hay xấu bùng vỡ thì họ sẽ nghe thì cảm xúc ấy như trẻ con rất bản năng và bất chấp hậu quả thứ hai là chăm sóc cảm xúc Đời sống không thể thiếu cảm xúc bởi cảm xúc chính là những cung bậc tình cảm của con người. Nhưng nếu cảm xúc bị khai thác đến mức vượt qua tầm kiểm soát của lý trí thì đó chính là tình trạng tự đánh mất chủ quyền với bản thân, nó khiến ta phạm sai lầm và gánh chịu nhiều hậu quả sau khi cảm xúc đi qua. Trong tình yêu, người ta thường muốn con tim dẫn đường hơn là dùng cái đầu để nhận xét. Điều này nghe thật là dễ dễ rung cảm có vẻ như ta đang muốn đem hết con người của mình ra để yêu thứ, để yêu chứ không muốn cân nhắc hay suy tính. Nhưng kỳ thật chính ta cũng không biết mình đang không kiềm chế không kiềm chế nội nhu cầu thỏa mãn cảm xúc. Vì nếu sử dụng lý trí thì buộc ta phải ức chế sự thỏa mãn ấy. Đó là lý do tại sao khi đã nhàm chán nhau thì ta không thể vì ân nghĩa mà tiếp tục chung sống với nhau nữa dù biết rằng thay thứ là chấp nhận nhau là điều hay nhất để giải quyết vấn đề nhưng ta vẫn không làm được ta đã không vượt qua nỗi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc nhưng ta lại nghĩ Do trái tim mình đã hết sức chứa lẽ dĩ nhân sống là phải hưởng thụ nhưng càng hưởng thụ thì ta càng dễ nghiền ngập và trở nên yếu đuối trong khi đó cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tới đầy đủ điều kiện thuận lợi cho ta nếu ta không tiếp tục được hưởng thụ ở mức độ đã quen thuộc thì cảm xúc xấu sẽ phát sinh và tạo thành những cơn đau hành hạ. Do đó, kẻ khôn ngon phải biết hy sinh những cảm xúc tốt không cần thiết và chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết để vươn tới những mục đích cao cả hơn, những loại hạnh phúc lâu bền và chân thật. Dù cảm xúc có liên quan sâu sắc đến di truyền, nhưng môi trường trưởng thành mới tạo nên năng lực cảm xúc cho mọi người. Nếu ta ý thức mình luôn bị cảm xúc điều khiển, việc nên làm thì không làm mà việc không nên làm <laughs> lại cứ làm thì ta phải quyết tâm sắp xếp, xếp lại nếp sống của mình trước tiên ta nên sống chung với một người quá khá vững chãi sống có nguyên tắc và luôn sinh hoạt nghiêm túc theo thời khóa biểu người ấy cũng cần hơi khó tính một chút để sẵn sàng nhắc nhở mọi khi ta vượt ra khỏi những quy định hay cam kết thậm chí nếu thấy thói quen sống vô độ của mình quá lớn ta có thể gia nhập vào quân ngũ hay tu viện một thời gian dài để được đào luyện trong một môi trường luật lệ nghiêm khắc thời gian đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái vì ta phải từ bỏ thói quen cũ để thiết lập thói quen mới nhưng khi đã à, thành nếp rồi ta sẽ thấy thích thú tự do và vững chãi vì ta có thể chủ động trong mọi tình huống nghĩa là ta không còn lo sợ hoàn cảnh hay đối tượng khác lôi kéo vào và điều khiển một người ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài sẽ không dễ gây cảm xúc sẽ không dễ gây cảm tình với mọi người nhưng càng tiếp xúc và càng sống chung với họ thì ta càng thấy an ổn và tin tưởng vì họ có khả năng chiều đựng và ý thức trách nhiệm rất cao nếu ta biết tính mình thiên về nghệ thuật và thường cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần để cho cảm xúc tuôn trào bất tận thì hãy thường xuyên tìm đến tìm tới sinh hoạt cùng những người bạn trong các lĩnh vực khác hoặc tự mình nên thử nghiệm thêm ngành nghề khác hoàn toàn đối lập với tính cách của mình. Ta phải cố gắng tránh bớt những đối tượng mà mình ưa thích và tập gần gũi với những đối tượng mà mình vốn không ưa thích. Ngoài ra, cũng phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời su nịnh hay khen tặng và tập lắng nghe những lời góp ý thẳng thắn hay chê bai. Nên nhớ, lớp cảm xúc cạn nhất mà ta vô tình nuôi dưỡng nhiều nhất chính là những gì ta đang cảm nhận nơi giác quan cộng với thái độ yêu ghét của ta đó là những giải pháp rất hữu hiệu giúp ta cân bằng cảm xúc khi cảm xúc cân bằng thì khả năng quan sát của ta về mọi đối tượng sẽ chính xác hơn nhưng chỉ khi nào ta thấu hiểu và có khả năng hóa giải những cảm xúc thuộc dạng cơn bão thì ta mới có thể sống an ổn và tự do lâu bền tuy nhiên trước tiên ta hãy tìm đến một không gian yên tĩnh để tìm lại những cảm xúc quen thuộc của mình lý tưởng nhất là đến một trung tâm thiền bước đầu ta sẽ học cách tập trung tâm lên một đối tượng gọi là định tâm. Đây là bài tập căn bản quan trọng giúp ta phát triển khả năng chuyển, chuyên chú lâu bền mà không để ý, mà không để những ý niệm khác dễ dàng chen vào. Cần phải mất 3 tháng hay 6 tháng để xây dựng thói quen định tâm cho vững chắc thì ta cũng nên làm, vì nếu không có được thói quen này, ta sẽ không thể nào đủ sức để khám phá và tháo gỡ những lớp tâm lý phức tạp và tinh vi. Công việc chính của một thiền sinh cũng chính là quan sát rõ bên trong mọi hiện tượng tâm lý bằng thái độ không yêu thích cũng không ghét bỏ không thành kiến cũng không phê phán ta cứ thản nhiên quan sát từ khi hạt giống phiền não bị kích động và biểu hiện lên bề mặt ý thức ở dạng năng lượng rồi cả quá trình nguồn năng lượng ấy tiếp tục bị kích động bởi ngoại cảnh hay chính những yếu tố khác của cơ chế tâm lý đến khi nó thúc giục ta nói năng hay hành động và kể cả khi nó tan biến đi và nguyên nhân nào khiến nó tan biến quan trọng nhất không phải là trượt tiêu à, cho được phiền não mà ta cần tháo hiểu cơ cơ cấu của chúng nếu không hiểu được phiền não thì ta chỉ có thể đè nén chứ không bao giờ chuyển hóa được điều quan trọng nữa là cần quan sát thái độ của ta mỗi khi chạm chạm mặt phiền não thái độ chống đối sẽ làm cho phiền não ẩn khuất hay lớn mạnh thêm kỹ năng này có thể mài dũa ở mọi lúc mọi nơi Mỗi khi thấy năng lượng cảm xúc trào lên, nếu có thể thì ta hãy ngưng ngay công việc đang làm để ưu tiên quay về chăm sóc cảm xúc. Cũng giống như bà mẹ khi đang nấu nấu nướng hay mây vá. Chợt nghe tiếng em bé khóc là lập tức tạm ngưng công việc để làm để vào chăm em bé. Chỉ cần bà mẹ ảm em bé lên, vỗ về đôi chút là em bé sẽ bớt khóc ngay. Từ từ quan sát bà mẹ sẽ hiểu lý do nào em bé khóc. Có thể do khát sữa hay cái tạ bị dơ nên kịp thời giúp đỡ bà mẹ quan sát tinh tường bà mẹ quan sát tinh tường ấy chính là chánh niệm chánh niệm là khắc tinh của mọi phường não bởi dưới ánh sáng mạnh mẽ của chánh niệm thì mọi phường não đều bị cô lập và tan chảy thế mới nói chánh niệm chính là trái tim của thiền tập chỉ cần phát triển chánh niệm cho vững vàng thì phiền não sẽ tự giật mà ta không cần phải cố gắng giật trừ nó phiền não vốn là hiện tượng nên cảm xúc cũng là hiện tượng. Chúng được sinh ra từ sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý, mà nguyên nhân, nhân chính là do nhận thức sai lầm về bản ngã. Hãy đừng quên ta không thể dùng ý chí đàn áp nhận thức này để thay vào bằng nhận thức khác. Điều kiện nên làm là cần siêng năng duy trì thói quen quan sát mọi diễn biến trong tâm hồn. Trong tâm, ở mọi tình huống thì ta sẽ nhìn ra tính chất không thật của những cảm xúc ấy. Vì khi những à, lúc mong cầu về chống đối không còn nữa thì phiền não hay cảm xúc trong tay sẽ tan biến. Tâm tay sẽ trở nên trong vắt và yên tĩnh như mặt hồ không còn những gợn sóng. Cảm xúc nếu không được đặt trong khuôn khổ, giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu quan trọng cần thiết để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cuộc đời. Bởi vì con người là một thực tại sinh động chứ không phải là gỗ đá vô tri. Theo cơn mê cảm xúc trôi dạt đến chốn nào, sáng nay trời thơm nắng. Một đó hoa ra chào. Đây là toàn bộ nội dung của bài đọc buổi sáng ngày hôm nay à, và khi mà đọc đến bài đọc này thì mình nhận thấy một cái nhược điểm trong con người của mình, đó à, chính là mình bị cảm xúc chi phối khá là nhiều và không biết rằng là tất cả chị em của chúng ta thì mình có bị cái 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 cái, cái, cái điều này hay không. Nhưng mà bản thân của giang thì mình cảm thấy là mình bị cảm xúc chi phối, tức là khi mà À, một cái vấn đề gì đó nó ập đến và nó không phải là một cái nguồn năng lượng tích cực đó, thì mình sẽ mang cái nỗi buồn và mình sẽ là bị nó lắng ác và mình cứ thường trực cái điều đó và nếu như mà mình không tỉnh táo để mà mình mình tự thức tỉnh bản thân của mình thì mình sẽ bị đám chim vào đó và sau thời gian mà mình học tập đọc sách cũng như là phát triển bản thân thì mình đã nhận ra được điều đó và mình đã cố gắng để mà mình không bị những cái 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 cảm xúc tiêu cực nó lắng ác và đây là toàn bộ những cái nội dung cũng như là cảm xúc trong bài đọc ngày hôm nay mà dân muốn gửi gắm và xin phép được nhường lời lại cho chị hồng Long, là dân vô dỗ con con nó đang khóc <laughs> cảm ơn speaker trúc giang và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chủ đề đó là cảm xúc phải nói rằng con người là chủ thể của cảm xúc cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã nó bảo vệ chính bản thân chúng ta và nếu khi chúng ta vui thì cảm xúc đưa đến cho chúng ta những trạng thái hân hoan tươi mới và nếu như khi mà chúng ta buồn thì đó cũng chính là cái cảm xúc mà nó sẽ gần như là nó sẽ kéo theo cái nguồn năng lượng của chúng ta đi xuống và đi xuống vì thế ngày hôm nay tác giả minh nghiệm cũng đưa đến cho chúng ta đó là cái nhìn rõ nhất về cơ chế cảm xúc và thứ hai nữa đó chính là gì ạ đó là cách để chăm sóc cảm xúc của chính bản thân mình trong tình yêu trong đời sống và trong tất cả những hoạt động hàng ngày và hôm nay thì speaker chức giang cũng đưa đến cho chúng ta đó là toàn bộ những nội dung để chúng ta biết được làm như thế nào để làm chủ được cảm xúc và thậm chí là có rất nhiều những cái khóa học giúp cho chúng ta biết được cách để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Làm không biến nó không phải là một cái thứ mà thích thì chúng ta làm, không thích thì chúng ta không làm. Nó phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc rất là nhiều. Và điều này là rất là phù hợp khi mà chúng ta chế ngự được nó. Và hơn bao giờ hết thì hôm Lan rất hiểu cái 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 việc đó chính là cảm xúc lớn áp. Bởi vì Hồng Lan là người có đường đời năm Cho nên là cái con số năm ấy Nó làm cho mình Tức là khi nào vui thì mình làm Khi nào buồn thì chắc là mình cũng không có 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 hứng khởi để tiếp tục cái công việc đấy Và khi mà hình khi mà Hồng Lan hiểu ra rằng Cái cảm xúc đấy nó chỉ là nhất thời thôi Còn cái việc chúng ta làm nó vô cùng quan trọng Nó là một cái thứ để duy trì Hoặc là kết nối Hoặc là làm điều này làm điều kia Mà nó không phụ thuộc vào cảm xúc thì chúng ta vẫn phải làm ngay cả việc mà chúng ta gọi điện cho khách hàng kết nối với khách hàng chăm sóc khách hàng hay bất kể một điều gì nữa thì chúng ta thấy khi nào chúng ta vui thì chúng ta gọi rất là hồ hởi hăng say còn nếu như mà khi nào mà chúng ta hơi buồn buồn bị uh, uh, điều này điều kia ảnh hưởng đến bản thân mình thì ngay lập tức cái việc mà kết nối với khách hàng chăm sóc khách hàng hay làm cái việc như là gia tăng giá trị cho mình thì nó không duy trì được nữa thế nên cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều đến công việc rất nhiều rất nhiều những uh, uh, chủ công ty hay là lãnh đạo hay leader hay boss họ luôn luôn phải kích cái nguồn năng lượng ở trong mỗi một cá nhân để làm sao để họ có cảm xúc làm việc tốt hơn chính vì thế bản thân chúng ta cần phải hiểu về cơ chế này rồi thì chúng ta đã hoặc là biết cách để có thể duy trì cái cảm xúc cái nguồn năng lượng tốt nhất cho một ngày vì chúng ta phải xử lý rất nhiều việc Công việc hiện tại, công việc gia đình Thậm chí là công việc ở mạng xã hội nữa Những cái thứ nó chi phối chúng ta Nó làm ảnh hưởng, nó khiến cho chúng ta Nó kéo chúng ta đi Và hơn bao giờ hết Thì những người mà làm chủ được cảm xúc Đó là những người có thể tạo ra được Một chuỗi những hoạt động phù hợp, thích hợp Và nó có giá trị cho chính bản thân và cộng đồng và hôm nay thì Hồng Lan tin chắc rằng chúng ta đã hiểu về cơ chế hoạt động của cảm xúc, biết được cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện nó. Và hôm Lan thì rất tâm đắc với đoạn này. Cảm xúc nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu quan trọng cần thiết để tạo nên màu sắc hương vị giá trị cho cuộc đời. Bởi vì con người là một thực tại sinh động chứ không phải là gỗ đá vô tri Cho nên Lúc nào đó mà chúng ta thấy buồn vui không còn bị ảnh hưởng đến chúng ta nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được chúng ta chế ngự nó một cách dễ dàng. Và phiền não thì vốn là một hiện tượng, cho nên cảm xúc cũng là hiện tượng, chúng được sinh ra từ sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý mà nguyên nhân là do chúng ta đã nhận thức sai lầm về bản ngã. Và hãy hãy nhớ rằng ta không thể dùng ý chí để đàn áp nhận thức này để thay vào những nhận thức khác. Cho nên, chỉ cần siêng năng duy trì thói quen, quan sát mọi diễn biến trong tâm, ở mọi tình huống, thì ta sẽ nhìn ra được tính chất, bản chất của cảm xúc đó. Vì những mong cầu và chống đối thì không còn nữa, cho nên phiền não hay cảm xúc cũng sẽ vì thế mà tan biến đi. Tâm ta sẽ trở nên trong vắt, yên tĩnh, tựa như mặt hồ không còn gợn sóng. Và không đang tin rằng với những chia sẻ này, với những điều mà tổng kết đúc kết lại, chúng ta sẽ có được thật nhiều thật nhiều những bài học giá trị và một lần nữa xin được cảm ơn speaker Trúc Giang và ngày mai chúng ta sẽ đến với một chủ đề được mang tên đó chính là bình yên chỉ khi nào tâm ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật cho nên Ngày mai, không đang tin rằng một chủ đề mà giúp cho chúng ta luôn luôn khát khao mong cầu bởi vì có thể ngày đầu tháng, ngày rằm hay bất kỳ một khoảnh khắc nào mà nó rất ý nghĩa và linh thiêng với cuộc đời của chúng ta thì chúng ta luôn luôn cầu đó là sự bình yên. Và ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ đến với chủ đề này. Còn bây giờ, một lần nữa xin được chúc tất cả các anh chị có một ngày mới làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng và liên tục theo dõi hành trình 365 ngày. Hành trình để giúp cho chúng ta thay đổi, phát triển và đánh dấu những cột mốc quan trọng của cuộc đời. vì khởi sắc của một ngày luôn luôn bắt đầu từ những việc mà chúng ta cho não ăn, đọc sách, trao giá trị và chia sẻ một điều gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào buổi sáng ngày mai với chủ đề Bình Yên.